Văn hóa Tây Nguyên không chỉ có cồng chiêng cà ná và các loại nhạc cụ, làn điệu dân ca, mà một phần rất quan trọng là văn hóa ẩm thực, trong đó có món vét của người đồng bào Ê Đê. Vét là một món ăn được nấu dân dàn vào những ngày trọng đại của đồng bào Ê Đê Đắk Lắk. Nước tinh khiết để nấu món vét được lấy từ bến nước của Buôn E Tu, nơi có mạch nguồn nước sạch chảy ra, nơi có những cánh rừng nguyên sinh. Món vét là sự kết hợp hài hòa từ ruột bò và các loại gia vị thiên nhiên, chua chát, cay đắng, ngọt và bùi, thể hiện khẩu vị thiên nhiên hoang dã. Cách chế biến món vét cũng lắm công phu và không kém phần tinh tế. Các nguyên liệu được sơ chế thái nhỏ trước khi nấu. Bởi những bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Ê Đê. Và được nấu theo cách truyền thống của người đồng bào Ê Đê. Món vét được thưởng thức theo cách cũng rất đặc biệt của người Ê Đê. Ăn kèm với các loại rau củ lá và gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, mang đến khẩu vị khác lạ khó quên.